Nhưng mà giống như là Lan dự định nhận rồi xong rồi Lan bỏ phút chót có ảnh hưởng gì tới mọi người Không, không? tại vì mọi người, tức là trong thời gian đó thì mọi người cũng bàn bạc với nhau rất là nhiều. Mà mọi người cũng, bản thân mọi người thì cũng không muốn là Lan nằm nằm chết ở ngoài đó luôn. Mọi người cũng biết là Lan sai con một thời gian rất là dài rồi, cho nên là mọi người cũng nói chung là cả hai bên đều đưa ra một cái thống nhất vào cái giờ mà quyết định á, để mà mãi thì mọi người đã có những cái phương án dự trù rồi. À, về bạn diễn của Hà Nội thì sao? Mọi người cũng quan tâm tới cảnh hôn của Lan với bạn Ngọc Quỳnh đó. Đang có thể chia sẻ chút xíu về cái cảnh quay đó. Đây là cái phim mà lần đầu tiên mà mình can đảm, mình hở bạo nè, mình quyết liệt trong cái vấn đề là những cái cảnh nóng. Mình cũng muốn thử một lần. Trước đó thì mình cũng đã có những cái cảnh rất là hôn rất là thấm thía với anh Trương Thanh Long ở phim trước rồi, nhưng mà riêng phim này thì nó bạo hơn. Nhưng mà cũng xin nói luôn là chắc có lẽ là xong phim này thôi, chứ Lan cũng không dám làm thêm một cái phim nào mà có nhiều cái cảnh nóng như vậy, bởi vì con mình thì nó lớn rồi, cho nên là bạn sẽ xem tivi và bạn sẽ thấy, và mình không muốn những cái điều đó ảnh hưởng đến con, cho nên là mình cũng tự nguyện ở trong lòng là chỉ xong phim này rồi thôi. Nói riêng về anh Ngọc Quỳnh đó thì hơi hơi thiệt thòi cho anh Quỳnh chút xíu, là bởi vì anh Quỳnh là đảm nhận một cái vai nó có một cái cú twist vào giờ chót, cho nên là ngay từ đầu khi mà truyền thông về phim á, về sự chia sẻ của tất cả các diễn viên và diễn viên khác á, thì ít có nhắc đến Ngọc Quỳnh lắm, bởi vì phải giấu tất cả mọi cái đều phải giấu ảnh hết luôn, cho nên là không, ảnh không có được nhắc nhiều ở trong ekip, thì cái đó là cái thiệt thòi của ảnh. Nhưng mà phải công nhận là nói riêng về cái việc mà làm việc chung với Ngọc Quỳnh á, ảnh rất là dễ làm cho mình cuốn vào trong cái diễn xuất của ảnh. Ảnh diễn như chơi vậy, anh diễn mình vui chơi, cho nên là mình dễ cuốn lắm, mình cứ bị cuốn 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 theo. Và phải nói là cái riêng về đài từ của anh Ngọc Quỳnh và bạn Lương Thu Trang á, là hai người đó Lan rất là mê về cái thoại đài từ rồi nhã giọng câu cú tất cả mọi cái, Lan rất là mê, bởi vì hai hai diễn viên đó là xuất thân từ sân khấu, cho nên bà họ tận dụng được cái điểm mạnh của mình để họ đưa vào trong cái điện ảnh ấy, thì nó rất là hay, nên thích lắm. Và nói vô trọng tâm câu hỏi đó là Có gặp khó khăn gì khi qua cảnh nóng không? những cái cảnh nóng thì hầu như là không, bởi vì anh Quỳnh ảnh hiểu cái tâm lý của mình và ảnh cũng đã có vợ rồi, cho nên là ảnh hiểu tâm lý của phụ nữ và ảnh cũng có quá nhiều cái kinh nghiệm trong diễn xuất đi, cho nên là ảnh thừa sức để mà ảnh làm cho tâm lý của bạn diễn thoải mái đó, cho nên là khi mà Lan làm những cái cảnh nóng với ảnh thì hầu như là trong đầu mình là bỏ hết, thậm chí là mình không nhìn thấy những người xung quanh luôn, mình bỏ hết, mình chỉ thả vô trong cái nhân vật của mình và cái sự kết hợp và dìu dắt của anh Quỳnh và cái sự tử tế của anh Quỳnh dành cho mình trong những cái cảnh quay như vậy. Ảnh bảo vệ mình lắm, có cái chỗ nào mà lỡ mà tại vì nhiều khi nó cũng có xảy ra những cái sự cố, thì lỡ mà có sự cố là ảnh che chắn mình lại liền, và có cái điều gì đó nguy hiểm đến mình đó, mà ví dụ như lỡ mà người ngoài người ta có đi ngang là ảnh bảo vệ mình, và ảnh luôn luôn kiểu giống như là thậm chí là ảnh quát ekip trong đoàn là phải phải che chắn rồi này nọ, rồi không có cho người khác tới, không không có cho người người lạ đến đó. Cho nên là chính vì những cái điều đó làm cho mình cảm thấy là mình rất là tin tưởng, mình tập trung được rất là nhiều, mình không phải lo sợ gì về bên ngoài hết, và mình nói chung là mình thích lắm, mình thoải mái và mình feel được trong tất cả những cái cảnh đó. Nhưng mà thường khi mà diễn cảnh đóng người ta sẽ có rất là kỹ càng chứ. Thì đúng rồi, kỹ, nhưng mà nó cũng cũng sẽ có những cái sự cố mà nó không 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 ví dụ như không phải gì hết, ví dụ như là mình mặc hết những cái đồ bảo hộ rồi mình đã quấn luôn cái khăn luôn, thì nhiều khi nó tuột cái khăn thì cái đồ bảo hộ nó vẫn còn, nhưng mà cái quán tính á, cái quán tính và cái tức là cái quán tính bảo vệ của cái người đàn ông á, là họ sẽ chụp lại liền đó, rồi họ họ sẽ che lại, họ che lại liền đó, thì tức là từ những cái tích tắc á, những cái tích tắc đó của anh Quỳnh là cho mình cảm thấy là mình an tâm lắm, mình cảm thấy là mình không có bị ngại, không có bị lo, mà trước mỗi cảnh quay là hai anh em hai anh em rủ nhau ăn sương gươm súc miệng đủ thứ hết trơn á, cho nên là những cái tức là ảnh luôn tạo cho mình một cái không khí rất là thoải mái, rất là vui trước cảnh quay, rồi trong cảnh quay thì ảnh luôn cho mình một cái sự tập trung tốt nhất.
Nhưng mà khi mà ra ngoài đó, Lan có sợ mình bị lép vế so với những anh chị ngoài đó không? Có chuẩn bị tâm lý gì chuyện đó không? Lan Lan thì Lan không có nghĩ là cái vấn đề là người nào lép vế người nào, bởi vì cái mà lớn nhất của Lan khi mà Lan đi lần này là cái quyết định, cái mà đầu tiên, cái tiêu chí đầu tiên của mình ra là mình phải học, mình học trước cái đã. Tại vì á, cái ekip này rất là nhiều người giỏi, anh Ngọc Quỳnh là thâm niên ở trong ngành sân khấu rồi, Trang thì cũng rất là nhiều năm ở trong ngành sân khấu, và thậm chí vừa rồi khi mà Lan xem cái hướng dương ngược nắng của Trang thì Lan rất là thích, nên là mình biết mình sẽ học được. Rồi cái quan trọng nữa là cái người đóng cặp với mình rất là nhiều, đó là anh Hoàng Hải. Mà anh Hoàng Hải thì hai mươi mấy 30 năm rồi, cho nên là mình cái mà trong đầu mình đầu tiên, nhưng mà mình đi ra đây là mình chỉ nghĩ đến cái việc là mình sẽ học, mình học được rất là nhiều từ cái diễn xuất của mọi người đó, rồi mình sẽ đem về. Tại vì bản thân mình đó là không có được đào tạo bài bản, cho nên là trong tất cái mà có được của Ngọc Lan ngày hôm nay á, sau 18 năm làm nghề, nay là 19 năm rồi, thì cái mà Lan có được nhất đó là Lan học được từ bạn diễn thôi, chứ mình đâu có được cô, thầy cô nào đào tạo, không được trường lớp nào đào tạo hết. Thì thầy cô của mình chính là những người bạn diễn chung quanh mình, thì Lan luôn học suốt 18 năm rồi. Nên là bây giờ là mình lại có thêm cái điều kiện để mình học một cái văn hóa khác, một cái lối diễn khác, thậm chí là một lối diễn khác, cho nên là mình chỉ nghĩ tới cái việc đó đầu tiên thôi. Cái phản ứng của khán giả khi mà xem cái phim này của Lan như thế nào? Lan rất là vui, bởi vì thật sự áp lực lắm. Trời ơi, nó đủ thứ áp lực hết. Cái ngày mà mình ra là trước đó là mình đã rất là nhiều áp lực để mình quyết định là mình nhận cái này. Rồi khi mà mình ra mình cũng áp lực, không biết trời, không biết cái kiểu nói chuyện của mình có hợp mọi người không? Rồi khác về tiếng nói nữa, khác về văn hóa nữa, không biết mình nói mọi người có hiểu không? Rồi mọi người nói mình có hiểu hay không để mà mình làm việc, tại vì cái nghề này là cái nghề nó thiên về cảm xúc mà. Mình không hiểu mọi người không hiểu mình rồi sao làm, rồi sao mình diễn. Cho nên là áp lực đủ điều. Thì sau 2 ngày cái mình cảm thấy là à, mình cũng không có gì khó hết. À, mọi người và mình trao đổi với nhau rất là dễ hiểu, và mọi người rất là cố gắng nha. Đặc biệt là anh Việt đạo diễn á, anh rất là cố gắng để hiểu diễn viên. À, diễn viên có bất cứ cái gì là phải là nói với anh hết, là anh sẽ bỏ thời gian ra anh ngồi anh phân tích. Đó, phân tích tới chừng nào mà hai anh em thông thì thôi, kể cả diễn viên khác cũng vậy. Cho nên là mình nhẹ bớt rồi. Rồi đến khi mà gần tới ngày phát sóng mình rất là lo. Cái đầu tiên mình lo nó thiệt là mình sợ là khán giả đã quen với cái việc là diễn viên, các khán giả miền Bắc á, họ quen với cái việc là nói cái giọng Bắc rồi. Cho nên là khi mà có chọt một cái tiếng Nam vào, tại vì Lan cũng đã từng đọc rất là nhiều cái comment về cái việc này, thì Lan thấy là mọi người cũng hầu như là mọi người rất là bị ngại khi mà nguyên cả một ekip diễn viên đều nói giọng Bắc hết, cái chọt vô cái giọng Nam thì mọi người bị chói tai, mọi người dường như là khó chấp nhận. Thì cái đó là cái đầu tiên mình sợ.